Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Chiro One Chiro của Kinh My. Rất vui vì đã được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại năm... Quanh, nói chung là nói quen rồi, mình đang định kêu là có mặt tại năm số 8 mình like, vãi lên thật. Mình đang có mặt tại tựa game One Piece Fighting Pass. Và tất nhiên rồi, clip trước thì em đã biết rồi, mình đã review cho anh em về cái event Mihawk mất dù hâu này. Thì anh em nói chung là đã nắm rõ đúng không? Nhưng mà rất là sorry anh em vì đã làm anh em mất hứng. Có thể nhiều anh em tưởng là clip đó mình đã quay vé rồi, nhưng mà hôm nay mới quay nha anh em. Hy vọng là hôm nay sẽ là một ngày may mắn của mình. Chứ mình đang có cảm giác hôm nay là một ngày xui xẻo anh em ơi. No. Mình không muốn xui xẻo, mình muốn ra mắt yêu hâu anh em ơi. Cho nên hôm nay mình sẽ cố gắng nha. Chúc em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Và anh em nhớ ủng hộ tinh thần và động lực cho mình để mình có thể quay ra Mihawk nha. Trước tiên thì mình sẽ nói cho em nghe một vài vấn đề trước khi quay nha. Đầu tiên là về cái chỗ này. Để mình mở nhỏ xíu đã. Nhạc nó hơi to xíu. Ở cái chỗ này thì anh em khi mà anh em có ba cái tướng này thì có vẻ như anh em sẽ được cộng thêm sức mạnh như này anh em. 50%. Con này là cộng được thêm 30% nếu mà anh em có những con tướng này. Đấy, kiểu như vậy. Quá là ngon luôn nha. Thì nói chung muốn đi mấy cái này thì chắc chắn là anh em cần phải có sức mạnh rồi, ghê gớm rồi. Tiếp theo là về cái chỗ kết bạn này thì mình thấy một số bạn có nói là nếu mà nhấp nhanh quá thì có thể phát hiện, có nghi ngờ là spam là sẽ bị khóa tới năm 2000 hình như là 30 mấy, rất là lâu luôn. Rồi cách tốt nhất là anh em nên nhấp chậm chậm thôi. Mình thường thường mình cũng nhấp rất là nhanh nhưng mà giờ thấy cái bài viết đó mình khá là sợ rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ nhấp từ từ thôi em ơi. Thường thường là nó hay như thế này. Nhưng mà chúng ta có thể nhấp nhanh ở chỗ này mà ta. Đây, tìm kiếm thay đổi hàng loạt là sao? Trực tuyến, cái này là cái gì như là kết bạn đúng không? Bây giờ mình sẽ nhấp từ từ ở chỗ này đi ha. Tốt nhất là mình nhấp từ từ, bình thường mình vẫn cũng nhấp rất là nhanh, nhấp liên tục luôn. Và sau khi thấy cái bài viết đó mình khá là sợ hãi. Cho nên bây giờ mình nhấp từ từ thôi. Hơi nguy hiểm anh em ơi. Thì nói cái này mình cũng chả biết là kết bạn hay gì nữa, nhưng mà thấy thì mình làm thôi. À sắp hết rồi này. Nói chung thấy có thì mình làm thôi chứ mình cũng chả biết nữa. Rồi, tiếp theo là ở chỗ này. Ở chỗ cái trái tim điểm thân mật để được 100 điểm nè. Thì mỗi ngày nói chung là cứ auto một ngày là anh em sẽ được 100 điểm. Thì anh em cố gắng tích 5 ngày để được 500 điểm là được một vé vàng nha. Ok, để mình coi nào. Đây, trên đây anh em nhấp vô cái màu xanh này nha. Cho nó nhanh là anh em sẽ nhấp vô đây là từ 100 sẽ lên 200 nè. Đó, cứ mặc định là sẽ như vậy. Tiếp theo là nhấp cái nút kế bên luôn. Có 60 cái gì đó thì anh em nhấp vô luôn. 61 luôn nè. Nhấp vô thì nó sẽ tự động hay không sao ấy. Rồi ok, đó là về một số cái chỗ để mình nhắc anh em chưa biết, dành cho những anh em nào chưa biết thôi. Bây giờ thì mình sẽ gọi là sao ta, nói chung là kiểu cày một ít vé đúng không? Ôi, cái này có 500 gì luôn nè. Wow, đâu ra có sẵn người ta, ngon lành. Mình đang thiếu một cái kia, nói chung là hơi cay một xíu. Nếu bây giờ mình làm nhiệm vụ ở chỗ này thì chắc cũng sẽ được đấy. Mình sẽ làm nốt mấy cái nhiệm vụ này đã. Ok, anh em đợi mình xíu nha. Anh em đợi mình xíu, mình làm nốt cho nó nhanh, đỡ mất thời gian. Tại vì bây giờ vé vàng của mình thì nói chung là kiểu nó đang thiếu á, đang là 77 nè, cái này 6200 thì đổi, nếu mà đổi ra thì chúng ta được thêm 31, mà 31 cộng với 77 thì cũng chỉ được 108 thôi. Cho nên bây giờ mình sẽ cố gắng kiếm thêm hai vé nữa cho nó tròn. Cho nó tròn nha anh em. Ở trong shop là cái gì đây? Ui shop này mua vé vàng mà tốn tiền quá. Chỗ này là 29 nữa chứ, cay thế. Nói chung là kiếm thêm cái nữa được 30 nè. Rồi ok anh em đợi mình xíu, mình sẽ làm tốc độ thôi. Ok anh em, mình đã trở lại rồi. Thì nói chung là cũng cố gắng nhưng mà giờ cũng chả biết kiếm thêm ở đâu anh em ơi. Đầu tiên là về vé vàng thì mình có 78 cộng thêm này là 31, suy ra là chúng ta được 109. Nói chung là thiếu một vé anh em ơi, rất là cay luôn. Khá là cay nha anh em. Tiếp theo ở chỗ này thì có 29, nói chung cũng thiếu một cái. Chúng mà thiếu một cái không ta? Thấy chưa gì là thấy đã xui rồi. Cay nha. Chỗ này thì có chúng ta có thể quay được thẻ skill. Ui thẻ cam luôn này, ngon chưa? Thằng thẻ cam các anh em ơi. Như đây có thẻ tím của mắt dù hâu cũng có nha anh em. Anh em có thấy là thẻ này giống nhau y chang nè, mắt dù hâu đưa kiếm lên nè. Này cũng mắt dù hâu đưa kiếm lên nè, nhưng mà khác biệt ở chỗ cái này là thẻ tím thì thẻ cam nha. Như vậy là có thể ra thẻ xanh rồi nè, 70% là ra được thẻ xanh. Thẻ tím thì 25% và thẻ cam là tỷ lệ 5%. Wow, tỷ lệ rất là thấp luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu với quay luôn nha. Đây, chúng ta đã để anh em đợi lâu rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Cái này mình cũng không biết hết cái vé này mình có được Mihawk hay không. Mình nói thiệt cái em luôn là rất là đen. Sự thật là mình không biết nhân phẩm mình thế nào nữa. Cho nên mình sẽ cố gắng, nói chung là ra đường thẳng là cũng vui rồi. Đợt trước thì event Aokiji thì mình cũng tích được khoảng 100 vé. Mình quay được hai thằng luôn, hai thằng Aokiji. Thì không biết đợt này thế nào đây, chúng ta cùng test nhân phẩm nha. 10 vé đầu tiên anh em ơi.
10 vé đầu tiên. Giao giao. Cố lên nào, cố lên, cố lên. Hey. Ok. Ui giời ơi, rung quá anh em ơi, rung quá. Ui da, cái gì vậy? Chị chưa quay là đã bị đau mắt rồi. Mình sẽ vẽ cái kiếm của Mi Hắc nha anh em. Wow, giống cái kiếm không? Chưa gì là thấy không giống cái kiếm rồi đó. Ra cái gì vậy trời, cay thế nhờ. Để lát mình quan sát lại kiếm Mi Hắc coi. 10 vé đầu tiên thì mình nghĩ chắc hơi khó ra đấy. Ồ, nhưng mà còn nói chung là cũng có mấy cái con SS kia nữa được Foxy nè. Nói chung là cũng có mấy SS khác nữa, ví dụ như là A, Crocodile với Enel. Cho nên là mình hy vọng thì cũng ra được một con SS. Ok, đây là con Foxy, khá là cùi. Chúng ta tiếp tục nha. 10 vé đầu tiên có vẻ hơi chua ta. Rồi, đây là ông Goldfarm. Ok, rung quá anh em ơi, anh em có hồi hộp không? Anh em có hồi hộp giùm mình không? Đây là tướng B thôi à, cùi vậy trời. Không có con S luôn à. Đây tướng A này. Đây là ai đây? Kuro mèo đen. Kuro này nghe anh em nói cũng khá là ngon ta. Mình chả biết ngon chỗ nào nữa. Chưa chơi cho nên không biết. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với mấy bé còn lại. Ui cam đâu? Phải lên. Được Senji à? Thôi 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 mà. 10 vé đầu tiên vậy thôi nha. Vé tiếp theo phải may mắn nha. May mắn xíu đi. Không ra không lẽ bỏ game trời. Bỏ game thì hơi buồn. Nói chung là cũng phải ráng ra con SS để chơi chứ anh em. Không buồn lắm. Mr. 1 nha anh em. Đây là tướng A. Đã đá rồi các kiểu nha. Ủa tướng B hả? Gì cùi vậy? Chán vậy. Rồi như vậy là 10 vé đầu tiên. À mình quên mất là khi mình nhận được tướng thì mình sẽ được thêm giác quỷ. Cho nên là có vẻ như sẽ hợp lý nha anh em. Ok mình sẽ tắt cái này đi. Như vậy là 10 vé đầu tiên của chúng ta khá là đen. Khá là đen nha anh em. Chưa gì là thấy đen rồi. Không có một con S luôn. Cái gì là SS. Giờ là 10 vé tiếp theo. Mình sẽ quay nốt luôn. Nói chung là quay trong đây luôn nha anh em. Nói chung là có khi nào event vừa mới ra cho nên hơi đen không anh em. Mình sẽ tiếp tục vẽ cái kiếm của Mi Hắc nha. Ôi trời ơi, không biết nó ra Mi Hắc hay nó ra cái con gì đây nữa. Mình cũng không biết là mình vẽ cái gì luôn anh em ơi. Cứ cố gắng đi, cứ cố gắng ra. Lát nữa mình sẽ vẽ cái mặt. Ui cái gì Yoro đây nữa. Lại là Fuxi à. Đây là Fuxi anh em ơi. Cam. Ui. Nói cam cái ra cam này anh em. Nhưng mà mảnh của Smoker thì làm được gì. Đây là mảnh của. Thậm chí nó còn không ra tướng mà ra mảnh của Sogekin nữa chứ. Đây là một con tướng khác. Đó là Tashigi. Cũng là tướng A thì phải. A hay B ta. Tướng A nè em ơi. Chán quá ta. 20 vé đầu tiên thực sự là rất là đen luôn. Thậm chí là bây giờ nó còn không ra tướng nữa. Ra được con Tashigi. Ok. 10 vé tiếp theo nha anh em. Anh em cứ bình tĩnh mới 20 vé thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ mặt thằng mắt dù hâu nha. Thử vẽ mặt dù hâu coi. Cái nón thì sẽ là như dài đúng không. Ok. Đó, anh em thấy chưa, đỉnh chưa. Wow. Áo khoác đồ các kiểu vẽ vô nha anh em. Đó. Đây là người đúng không, chân nè. Rồi không biết cái chân kiểu gì đây. Ok. Nó không ra một cái hình thù gì cả. 10 vé tiếp theo. Trời ơi là trời. Mình nghe nói là như là auto 50 vé mà ra SS mà ta. Chứ gì là mình thấy mình đen rồi đó nha anh em. Cuộc sống này quá đen. Cam, cam. Úi dồi. Nói cam mới ra cam luôn. Mình là mảnh cam thì cũng như không. Đây là Avida. Rồi không có gì đặc biệt. Hy vọng là mấy cái vé còn lại sẽ ra gì đó thơm thơm. Trời ơi cái gì vậy. Ui Luffy phải lên. Như vậy là nó sẽ quy thành mảnh cho mình nha. Ok được 10 mảnh. Tiếp tục là 3 vé cuối cùng. Rồi vẫn chưa có gì đặc biệt luôn anh em. Lần này thì được Along này. Ok. Ui dồi ôi, thế này thì chết em rồi. 30 vé rồi đúng không anh em, 30 vé đúng không. Rồi mình sẽ quay đủ 50 vé. Năm sau đó mình sẽ thoát ra và up luck một xíu cho nó hên. Ủa tính ra là mình chưa quay mấy cái vé bạc trước ta. Tính ra mình chưa quay mấy vé bạc trước luôn á. Ờ sao mình ngáo thế ta. Ok tiếp tục đi. Thằng nào cũng lỡ rồi. Chiến luôn. Giờ vẽ ai đây giờ ta. Thử viết chữ A coi. Thấy thường thường anh em hay. Thấy anh em hay biết chữ A nó ra A. Không biết mình có ra hay không. Ủa mà mình đang muốn quay Mi Hắc mà ta. Mặc dù hâu. Nhân phẩm tốt thì nói chung là trong 50 vé chắc cũng sẽ ra hai con SS ấy. Nhưng mà nhân phẩm kém thì thôi cũng bó tay. Yoro đang múa quạt à. Úi giời ơi, không lẽ mình đen vậy sao ta. Ui, ui, khoan, khoan. Con gì. Má.
cứ tưởng được KMSS. À về là con S thôi em ơi. Đây là số cái kinh cùi vãi liền. Chán. Ui, cam này là cam S. Ui. Oh my god. Ra rồi em ơi, cuối cùng cũng ra rồi, đó là mắc diều hâu. Mình chỉ cần 40 vé nha anh em, 40 vé là có mắc diều hâu. Trời ơi, 40 vé anh em ơi. Hình như có lòng tiếng đúng không? Mình có nghe giọng của Quân hát đúng không? Chu choa, ra luôn, ra tiếp. Ui, cam nữa nè. Ờ, cam này là S đúng không? Ồ, cam này là S anh em ơi. Nói chung 10 vé này hơn quá ta. 10 vé này được quá nha. 10 vé này ổn áp đó anh em, 10 vé này ổn áp. Ý còn mấy vé nữa nè. Ui. Được của ló. Có cái để khoe anh em ơi. Nói chung là ra thằng mất nhiều hâu là mình vui rồi anh em, nhưng mà mình chưa thấy có mấy con SS kia ta. Giờ có nên quay tiếp không anh em? Tại vì nếu mà ra mắc nhiều hâu nữa thì chúng ta sẽ kiểu bây giờ 40 vé rồi đúng không? Bây giờ mình chơi thêm 10 vé cuối là thành 50 vé nữa cho. Biết là mình nghe nói 50 vé là auto ra thì 5 cái vé 10 vé này chắc có khi là sẽ có gì đó ghê gớm nữa đúng không? Giờ mình sẽ chơi thêm 10 vé cuối này nữa. Nếu mà ra được MH nữa thì nó sẽ quy thành mảnh. Mình thấy chữ A có vẻ hơn nha. Hôm nay mình viết chữ A làm sao ta? Dày đúng không? Wow, anh em làm theo mình đi, đảm bảo sẽ hơn đấy. Nó ra cam liền nhau luôn, ghê thiệt. Ui, ủa, 50 vé auto mà sao kỳ vậy? Hay là nó chỉ có tác dụng trong cái vòng quay kia thôi? Còn đây là vòng quay của mắc nhiều hâu nên nó không ra anh em. Sau đời thật sự. Ok. Cam. Ui, cam. Hai cái cam kia khó phân biệt quá. Mình không nhìn kỹ là không biết luôn á. Mình cứ tưởng cái cam kia là SS nhưng mà thật ra là S. Ui, cam đâu? Á đù, á đù, á đù. Á đù, 50 vé không ra. Nhưng mà 40 vé lại ra, thôi kệ. Nó mới vừa ra rồi nên giờ chắc hơi khó. Ok, thôi được, không sao, không sao. Mình chấp nhận được anh em, bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài nha. Tạm thời thoát ra ngoài đi, giờ mình đã có mi hot rồi. Giờ mình bay sang quay mấy cái vé bạc này. Quay mấy cái vé bạc này để mình kiếm thẻ cho nó kiểu xui xui đi. Cho nó xui xui trước đi anh em. Đó, được chưa, được mấy tàn tàn này, kiếm tàn tàn đi anh em. Tôi tiếp nè. Ui, có cả Luffy luôn này. Wow, được của nó nhờ. Ok, hết rồi. Bây giờ mình sẽ quay với 7 vé cuối cùng luôn. Đó. Đó. Cho mình quay cho nó xui đi em ơi. Nhưng mà thấy sao khả năng ra SS kia khó quá ta. Mấy S còn gãi anh em. Ví dụ như A, Crocodile, Enel nè. Đấy, khó quá ta. Có cảm giác khó vậy liền. Rồi, do đồng đội ngắm cái đã. Nói chung là nói gì thì nói cũng phải vô ngắm cái con tướng của chúng ta. Ui, đã quá đi ơi. Đã quá à. Sướng phải liền. Ê, tự nhiên trong đây có cái nhiệm vụ gì nè. Hình như mình vừa hoàn thành được nhiệm vụ. Đúng rồi, chính xác là nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này chỉ cần có MH để chúng ta đạt được nha. Ui chà, nhiều thế. Wow, quá đã luôn em ơi. Vô tình chuyển xong được thêm cái gì nữa này. À, cái này quay với vàng. Ok, vẫn chưa có Sensei SS nữa, cay ghê. Ui, đây có cái gì đây nè. À, chà, lại được cái vé này à. Vé này vừa mới quay hết xong, giờ bắt mình quay nữa à. Cái này mình được mớ trái quỷ nè. Quá trời luôn á. Đấy, 700 luôn, phải liền. Anh em thấy kinh chưa? Chỉ cần quay một ít vé vàng là 700 luôn. Bây giờ chắc là không thiếu rồi, khỏi lo. Nhưng có thể quay thêm nữa cũng được. Hiện tại bây giờ thì để mình coi nào. Mình còn 28 vé, tức là khoảng 30 vé đi, cho là 30 vé đi. Để mình mua thêm 2 vé cho nó tròn luôn đi. Trong shop này có bán không? À không. Mình sẽ mua thêm 2 vé nữa cho nó tròn 30 vé để mình quay nốt 30 vé luôn. Đây là một vé 28 đúng không? Thì mình mua 2 vé, 400 chắc quỷ nè. Là chúng ta sẽ có được tổng cộng là... Đây, 30 vé là mình quay được 3 lần. 3 lần 10 nữa. Bây giờ mình đang 6.500. Chắc là chưa có khi mình sẽ dồn hết vô đây mình chơi một lần luôn á. À, đợi event khác thì chắc là cũng còn lâu đấy anh em. Có khi là còn lâu đấy, cho nên có khi chúng ta sẽ... Bây giờ mình sẽ test thử 50 phát nữa. Bây giờ mình mua thêm 20 vé nữa. À, đằng nào thì cũng phải mua đúng không? 6.000 thì sẽ được 30 vé đúng không? 6.000 được 30 vé thì mình mua... thế thì mình mua 20 vé thôi. Đây, một lần này là mua tốn 2.000 nè. Đó. Đó, là được 40 vé. Mua thêm phát nữa là được 50 vé. Rồi, ok. Mình tổng cộng là mình có 50 vé. Bây giờ mình sẽ quay nốt 50 vé này. Còn có ra MH nữa không? Nếu không ra MH ra thêm mấy SS thì cũng được anh em. Chờ cái event tới thì chắc là sẽ còn rất là lâu. Rồi, chúng ta sẽ dứt với 10 vé tiếp theo nha. Vô.
Nhưng mình thấy chữ A khá là may mắn, cho nên mình sẽ tiếp tục với chữ A. Tiếp tục với chữ A xem sao. Bây giờ muốn ra ai ta? Mắc dù hâu nữa hả? Ôi, để mình vẽ chữ mi hết coi. Mi hết. À. K W phải không ta? Hay là W K vậy? Hình như là W K. Đó, mi hết. Và không biết có ra mi hết hay không. Thật là may mắn quá anh em ơi. Tiếp. Cam đi. Ta cam đi anh em ơi. Cam đi mà, đợt trước mình quay được hai con LPG thì đợt này chắc mình cũng cố gắng quay. Ủa sao Foxy thì lắm vậy? Mình quay ráng ra hai con, ui ba con luôn đấy, á đu, ba con Foxy luôn. Ráng quay ra hai con mắc dù hâu đi. Khó quá rồi, mình thấy hơi khó rồi đó. Cam đâu ta, nhân phẩm kém rồi, nhân phẩm kém rồi. Bắt đầu kém rồi anh em ơi, ra Yoro lạc đường, thấy lạc đường thiệt rồi đó. Ok, không sao, không sao. Mình ổn anh em ơi, mình ổn. Tiếp tục nào. Mười vé tiếp theo. Lần này vẽ chữ gì đây anh em? Không biết vẽ chữ gì luôn á, cho nên là ok, thôi bây giờ chuyển sang thằng Enel thử coi. Đấy. NL. Đấy, không biết là ra cái gì hay không. Trong đây vẽ này chắc cũng không có tác dụng gì nhiều đâu. Ui sao đen vậy? Con phải đen vậy không? Thôi, xong rồi anh em ơi. Vừa ra thằng MH xong giờ đen lại. Cay quá. Ra tướng gì đi chứ bạn. À được thằng Usopp này. Nhưng mà nó cũng quy thành mạnh. Cam. Ui. Đúng rồi Robin cũng chưa ra nữa. Thậm chí Robin cũng chưa ra nữa mà ra mấy con tào lao gì không à. Ok vẫn chưa có gì đặc biệt. Tashigi. Rồi chúng ta sẽ đến với 10 vé tiếp theo. Cay quá là cay. Mình còn 30 vé nữa. Bỏ qua chỗ này. Ai thử coi. À, vẽ đại đi anh em, mệt quá. Nói chung phải có sự kiên nhẫn nhưng mà mình cũng mất sự kiên nhẫn luôn rồi. À chà, Zango à, có rồi đúng không? Quy thành mảnh. Cam cam, úi có cam nè, nhưng mà cam S rồi. Ôi được Nami anh em ơi. Cam này không phải là cam SS mà là cam S thôi, cho nên là Nami là Nami S nha. Cũng được, cũng là một con tướng S. Coi như có thì chúng ta sẽ được thêm vào bộ sưu tập. Rồi không có luôn, bây giờ nó không có liền liền nữa ta. Liền giống nãy là ngon rồi. Cam, cam. Cam đâu ta? SS đâu ra đi? Thiệt tình á. Chọc tức không à. Cay nhỉ. Rồi S nè, SS nè, SS nè, đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Chưa gì thấy đen rồi. S, 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 S. Cái gì vậy ta? Rồi. Đen rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ đến với vị vé tiếp theo. Cuộc sống này quá bon chen. SS cam nè. Này chắc chắn đồ luôn anh em. Được. Ui. Nó trước bữa hôm qua nè mà nó trước bữa hôm qua. Úi trời ơi là trời. Công sức của mình, vé vàng của mình không thể nào mà tiêu tan vậy được anh em ơi, cố lên nào. Cố lên. Cam. Không ra luôn. Cuối nè, vé cuối nè. À, bé cuối không ra luôn, mới cay 10 bé cuối cùng anh em ơi, chơi luôn đi. Hãy chơi đi, vì đời cho phép. Chơi luôn, 10 bé cuối. Vậy là tổng cộng mình tiêu được 100 vé đúng không ta? Đúng không? Mình một lần game 50, lần này 50, tổng cộng 100 vé rồi. Vô là 40 là ra rồi mình. Nếu như thế này thì rất là nhiều anh em sẽ gọi mình là ham hố, muốn có thằng Mỹ hát thứ hai. Mà không sao, mình chủ yếu là làm cho anh em có cái clip thật là hấp dẫn để xem, cho anh em xem nhân phẩm của mình luôn. Ui xui rồi. Ghê thiệt anh em. Thậm chí là nó còn không ra SS khác luôn anh em thấy không? 100 vé của mình. 100 vé đấy. Anh em đừng đùa nha, 100 vé của mình đấy. Ok, thôi rồi, nếu mà không ra nữa thôi, chúng ta sẽ tạm ngừng thôi. 100 vé rồi. Như vậy là nếu mà mình dừng ở 40 vé thì cũng ngon rồi nhờ. Tích vé để chơi được sau ngon hơn ấy. Bây giờ còn 2.000 này thì mình phải để dành thôi, không nên quay nữa, tại vì tốn 100 vé rồi. Giờ chúng ta sẽ quay đến skill ha, quay skill đi. Ở đây mình còn thiếu một cái thì lát mình sẽ mua thu. Đủ 30 phiếu quay cho nó sướng. À, bây giờ nó sẽ quay năm trước. Cái này thì ra mấy cái thẻ của mắc dù hâu là số lượng lớn đấy anh em, cho nên rất là ngon. Năm vé đầu tiên. Được gì đây? Hy vọng là sẽ ra thẻ cam nha anh em. Rồi, ok, cái gì đây? Lật bài nào anh em? Lá đầu tiên. Đu! Ghê, mới vô có mắc dù hâu rồi nhưng mà thẻ tím nha anh em. Thẻ hai. À đủ. Thế này chỉ là thẻ lam thôi anh em ơi. Á đổ. Á đổ.
cũng là thẻ tím này anh em, nhưng mà của Robin. Ui, thẻ này cũng mắc dù hao, nhưng mà thẻ này phẩm chất là lam nha anh em, khá là cùi thôi, không phải là thẻ tím. Nói chung ra thẻ cam thì ngon, ra mắc dù hao mà cam nữa là tuyệt vời luôn. Nhân phẩm này kém quá. Ui giời ơi, nhân phẩm thế này thì toang rồi, không có mắc dù hao luôn. Tiếp tục nào anh em, mình có 30 lận nên cứ quay hết đi, kiếm càng nhiều thẻ mi hết càng tốt để nâng cấp. Quay ngược lại bên đây coi. A đục, a đục, a đục, a đù đen thế anh bạn. Có mắc dù hâu nhưng mà thẻ lam thì cùi rồi. Được cái thẻ tím đầu tiên ngon nhất ta. Ra thẻ cam nè, cam cam cam. Adu, còn 2 lần nữa anh em ơi. Nói chung là cũng xác suất ra thấp quá nhờ, xác suất ra cam đúng là khó thiệt, ra tím thôi cũng mừng rồi á. Ui cái này lam nữa này, ui lam 2 cái lam luôn. Ui đừng cái tím nè, nhưng mà của Luffy rồi. Rồi bỏ ra 200 chắc quẩy mua luôn. Ok đây là hà 5 bé cuối cùng của mình. Lại tiếp tục là thẻ la. Ui mặc dù hầu cam ngon, nice. Rồi cuối cùng 5 cái bé cuối cùng lại được đây anh em, tuyệt vời luôn, quá hay. Bây giờ thì phải nói là vẫn còn một cái gì đó gọi là may mắn. Được nhờ, được nhờ. Có khi nào mình nên chơi 10 vé này không ta? Thôi thôi dẹp đi, cũng không có được tác dụng nên em ơi, đừng nên chơi ngu như vậy, đừng nên chơi ngu nha anh em, đừng nên. Tại vì đây là bản chính rồi chứ không phải là bản test đâu. Bản chính thì nó sẽ kéo dài và nó sẽ còn ra nhiều event nữa, cho nên thôi dừng chân ở 100 vé là ổn rồi anh em, đừng nên ham hố. Đấy, clip cũng khá dài rồi nên chắc là mình sẽ cảm ơn kết thúc tại đây. Nói chung là chiến lợi phẩm của chúng ta hôm nay cũng được một vài con tướng rồi, hết rồi, được một vài con tướng thôi, đặc biệt là có thêm con Mi hát là ngon. Đợt này thì không có Robin ta, có Robin thì cũng được, con tướng chơi dơ cũng khá là ngon để đi mấy cái ải tay dài á, mà thôi cũng được Mi hát là cũng ngon rồi. Thôi được rồi, cảm ơn em đã theo dõi clip mình, nhớ like subscribe để cái kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo, chúng ta sẽ test Mi hát nha. Tạm thời thì bây giờ mình sẽ nâng cấp cho nó cái đã, chứ chưa có nâng cấp gì cả. Rồi ok, hy vọng là anh em cũng đã quay được ra Mi hát nhiều rồi nha. Nhưng mà chúc anh em cũng may mắn như mình. À không không, thôi, mình là đen lắm. Chúc anh em may mắn hơn mình luôn. Đấy, mình là mình 40 vé ra nhưng mà 60 vé sau lại không ra con gì cả. Buồn. Cho nên hy vọng là anh em sẽ may hơn mình, may mắn hơn mình.